Unboxing văn phòng phẩm mùa tụ trường phần 2. Ê, mà toàn là những cái đồ khó mua không á nha. Đầu tiên là một cái em nốt nhưng mà nhìn nó hơi giống giống cái băng cassette, rồi giống giống để gạt visit lên vậy á. Xinh mà sợ bể ghê. Tiếp theo là một cái hộp bút màu be. Nó bự chàm quàm luôn, là bỏ được bút á nhưng mà không biết bỏ được cái máy tính không. Nhắc tới bút thì bút đây. Đầu tiên là 5 set bút đen của Roshiboshi. Mấy cái bút nội địa Trung này hot luôn cũng có lý do, tại vì vừa đẹp viết cũng tốt. 15.000 một cây nhưng mà hầu hết là mực đen không à. Có cây tầm khoảng cỡ 11-12.000 à, khá học sinh sinh viên, ngồi là 0.5 dễ dùng. Thêm một set bút brush nữa, tầm giá bốn mấy 50.000 chia ra 16-17.000 một cây, khá là ưng. Mình mua một set xanh với set hồng. Cuối cùng là hai cuốn sổ này của Roshiboshi. Lúc mà mình thấy là mình mút liền luôn, tại biết đẹp cỡ này là hiếm có khó tìm. Có hai version là monthly với lại weekly, nó sẽ chia sẵn ô hết, kèm theo đó là mấy cái tờ note này nè. Một cuốn là khoảng cỡ 60 cành, nó có nhiều màu lắm mọi người. Với cái giá này và cái công dụng của nó thì công nhận là nó hiếm có lý do luôn. Bây giờ mà mình tìm ra được cái nào còn á thì mình sẽ gắn cho mọi người nha. Rồi hết rồi đó. Bye bye.